Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totan qua Tuyên Quang và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái chiến dịch của đế quốc Tây La Mã và tiến trình huyền thoại của đế quốc Tây La Mã. Chiến dịch của chúng ta đang đi dần đến hồi kết khi mà mình đã có thể nói là áp đảo được cậu em Đông La Mã rồi. Nói có chung thì nó cũng không có nhiều cơ hội để có thể phản công được mình nữa. Chúng ta đã tấn công hầu hết các thành phố của Đông La Mã và bây giờ thì Đông La Mã đâu còn gì nữa đâu. Anh em bây giờ mình cũng không ngại nó lắm nữa vì là nó chẳng có gì. Mình đang tính xem là xây cái vùng này xây cái gì, nhà thờ thì nghe thì cũng có vẻ được đấy, nhưng mà vùng này nó có cái tài nguyên gì không nhỉ? Không có tài nguyên thì thôi xây nhà thờ cũng được. Nói chung thì thằng Đông La Mã thì dẹo rồi, đến thời kỳ này là dẹo rồi. Cái tỉnh này quái thật, cái thằng này nó không chịu nó đánh chiếm đi, cũng chẳng hiểu nó đứng ở đấy để làm gì nữa. Còn đây mình sẽ xử cái thằng này cho này, nó chết nó vẫn cứ đứng ở đây đâu. Nói chung thì bây giờ từ một cái nền kinh tế bị thằng Đông La Mã đã bỏ âm rất lớn, bây giờ cái nền kinh tế của chúng ta đã tăng trưởng rất mạnh rồi. Bây giờ thì lượt sau có thể mình sẽ tấn công ở đây tiếp vào thủ phủ của cái tỉnh này để cải thiện thêm cái nền kinh tế của chúng ta. Đấy, kế hoạch của mình là như thế. Và bây giờ thì nói chung thì mình cũng không biết có lên tấn công tiếp ở khu vực này không, bởi vì là khu vực này thì ổn đấy, nhưng mà chờ sang mùa xuân cho thời tiết nó tốt đã, mình sẽ tấn công tiếp các cái thành này. Chỉ có cái căn cứ ngoài biển này này là thực sự là một vấn đề, chúng ta cũng không thể tấn công được, hải quân của chúng ta quá yếu. Có một cái hạm đội này là khá mạnh nhưng mà mình đã convert lại nhà thuyền được rồi, mình sẽ thực hiện một trận thủy quân lục chiến tương đối một xíu. Đô đốc, thống đốc thống đốc thì cứ thăng vào giảm tham nhũng đi. Chắc cái lượt này không có việc gì làm nữa rồi, nên là mình sẽ qua lượt đó. Còn cái thằng đệ Long Bê, nó muốn lấy vợ à? Lão này bảy mấy tuổi rồi, lấy công chúa mình có 18 tuổi. Thôi đợi tèo đi rồi con gái mày lên thay thì cho mình lấy. Cho con trai mày lấy, bảy mấy tuổi rồi con đòi ăn trâu già, cứ thích gặm cỏ non. Có cô công chúa 18 tuổi mà hết thằng nọ đến thằng kia nó săn đón. Có lúc thì để, có lúc thì có công chúa ba mấy tuổi, 50 tuổi không thằng nào nó thèm rước. Chúng ta không phải thế lập đội hình nó đuổi đánh à? Đánh đi. Mày ngon mày đuổi. Destination reached. Không chạy tới rồi. Không cắm trại phát là chúng nó quay ngay. Bọn này khôn vãi luôn. Như thế chưa đủ là độ khôn đâu. Như thế chưa phải là đã là đủ độ khôn. Ơ gì đấy? Nó cứ cắm cái hạm đội chỗ kia là mình mệt phết nhỉ. Ồ tốt, hay quá. Ông đệ của mình ông bắt đầu đưa quân sang, bắt đầu ông quánh cho thằng Đông La Mã SML rồi. Gì đấy, lại đánh thì đánh tiếp à? Thằng đấy thì đánh thế nào được ai? Thằng đấy thì đánh thế nào được ai? Gì đây? 25.000 mỗi lượt, các bạn thấy mình khôi phục kinh tế nhanh không? Mới chỉ cách đây có vài lượt thôi là kinh tế của mình đang bị âm mất mấy chục nghìn. Bây giờ thì kinh tế của mình đã tăng lên, dương lên vài chục nghìn. Đó là một câu chuyện của các nhà quản lý đúng không? Mày thích đánh nhau đúng không? Rất nhiều pháo. Trận này easy đó, bảy mấy phần trăm.
Trận này thực ra thì cứ cho kỵ binh vòng sau móc lốt nó là xong. Mày pháo thì nói chung không khó diệt đâu các bạn ạ. Nhất là pháo mà không có bộ binh nhiều để yểm trợ thì càng không đáng sợ. Các bạn chỉ đó, như thế này thì cân bằng này. Thì có thể là đánh thì nó còn 50-50 một xíu. Tấn công vào thành này của anh á. Được à, di chuyển xa lắm. Cũng có thể nó sẽ vây cái thành đấy thật. Hơi khó. Thành này có tường thành. Nhưng mà nó lại không cần. Con đường tơ lụa. Con đường tơ lụa. Nó cũng không liều đến mức độ đó đâu. Hai quân đoàn của nó đóng sang kia. Thành này chưa sửa nên là quân gác cũng hơi ít. Lương thực này, công trình này thì thực ra con đường tơ lụa. Ôi, chỗ này toàn con đường tơ lụa. Thằng đệ mình dứt khoát nó không chiếm mấy cái tỉnh này lại thế nào nhỉ? Quái thật. Lương ruộng này nó cả hết lương thực rồi. Thanh niên hổ báo này thích chết à? Còn có vài thằng quân mà vẫn thích đánh nhau à? Lần sau anh sửa trong thành khở mày. Thanh niên này thì nhiều pháo phết. Quay chúng nó lại à? Tranh thủ thời tiết đang tốt, không có Tuấn chiếm các cái vùng này. Nó có 2-3 quân đoàn kia và những cái vùng tối tối này mình chưa biết nó có bao nhiêu quân đoàn nên có lẽ mình sẽ đánh tay. Và đương nhiên đánh đêm cho nó đẹp đi. Dạo này mình thích đánh đêm. Không đề phòng là chúng ta đánh auto thì chúng ta có thể thua. Bởi vì chúng ta không đánh trong một trận. Đây là một quân đoàn rất mạnh, rank bạc đấy. Nên là đối phương có lẽ cũng không dám tùy tiện xông vào tấn công đâu. Bão cát à? Ôi trời, thời tiết tốt hơn chứ. Khô thoáng. Trời khô thoáng. Bão cát là thời tiết không tốt đâu. Chúng ta ở phía này làm gì có đường vào. Ở đây có cái cổng vào đây. Có hai tháp canh ở hai góc này. Nếu mình phá cái này và cái này thì mình có thể tiến vào đường này được. Ngon lành thì tiến. Tiến theo đường này vào, chỉ cần phá thêm cái tháp này nữa là ok man rồi. Từ phá cái kiểu gì. Thủ phủ nó ở đâu nhỉ? Đây à? Ô. Thế thì đánh thẳng tới cổng này vào việc gì? Việc gì phải đánh lòng vòng thế nhỉ? Hay đánh thẳng tới cổng này vào luôn. Chưa tới tầm. Rồi, phá được tháp canh rồi.
tuần này tuần tới phát canh à. Tôi đã phá cái tháp canh cho anh. Attila nó đã tối tăm rồi lại còn đánh màn đêm nữa thì trông phải nói là vâng, chúng rất nhiều thứ nhưng rất tiếc là không chúng cái tháp canh. Mày xông vào à? Rỉa cho chúng nó dẹo bớt đi. Cháy tháp canh chưa? À, cháy 100% rồi thôi. Bắn vào đội cung thủ. Con ngựa điên. Cứ lã vào bọn cung thủ rồi cho. What the? Lao đây. Nó chạy tàn. Nó... À. Cho kỵ binh vòng sau à? À. Còn thật đâu mới được chứ. Đâu mới được. Còn thật đâu thì thế mà. Lá bọn này cho anh. Ôi chúng nó áp sát rồi à? Áp sát cho áp sát luôn. Chúng ta đang dựng test studio thì không phải sợ cái gì cả. Chấp bọn chúng nó bắn tên luôn. Rồi cho chúng kỵ binh của chúng ta bắn tên tạt sườn chúng nó. Bắn bọn này này. Bọn này nó chạy tản mát quá. The enemy has found our concealed units. Đây là đội hình Testudo cố định này. Đội hình Testudo cố định này thì hơi khó để cho chúng nó ăn được. Và nhất là còn bị xạ kỵ hung nô nó bắn, nó cấu rỉa. The enemy refuses to admit defeat. Their unit has rallied. Trận đánh đêm thì rất là thú vị. What the? À bị mấy con ngựa nó vào nó quẩy à? Quân địch nó đang ở trong thì nó đang đi ra kìa. Đúng rồi.
cứ lã vài phát thế thì chúng nó dẹo rồi. The tide of battle turns in our favor. Lính của mình nó dàn đội hình này gần như chúng nó không làm được gì cả luôn. Coi lã chết mấy thằng cầm giá đi, bọn phục tên thì cho chúng nó bắn cả ngày luôn. Mấy thằng này á, chết à, lao vào đội xạ kỵ của anh. Sát tập thể à? Rồi. Rồi, cứ giết cái bọn cầm giáo. Còn bọn kiếm thì không phải sợ. Nó bị xạ kỵ bắn tạt sườn nữa thì còn lâu. Thoải mái đi, cho chúng nó bắn tên thoải mái đi. Thanh niên này làm gì mà đứng dàn dài này? Ô. Chiến thuật mới à? Nào. Được các chú thế nào. Úi dồi ôi. Được các chú thế nào. Rồi nó chết rồi, còn đâu. Còn hai thằng mà vẫn chạy lì quá chẳng. Mày lì này. Xong rồi, giờ thì làm sao? Giờ các bạn tính sao? Nó dàn rộng thì mình cũng dàn rộng tiến lên. Tiến lên. Nó thích dàn rộng, chúng ta cũng dàn rộng tiến lên ạ. À, đầu tên. Đầu tên rồi. Cái công thủ nó mạnh hơn xạ kỵ mình đấy. Nhưng mà tinh thần của nó hơi thấp. Nào, thích dàn hàng tiến lên, anh cũng dàn hàng tiến lên cho mày xem. Tưởng chỉ mình mày biết dàn hàng tiến lên à? Xe bắn đá hết rồi đúng không? Không ăn thua. Bắn tên đáp trả lại nó ngay, đừng để nó hạ. Ừ.
Rồi mấy thanh niên này xử bọn này cho anh. Một chỗ còn lại này là đủ rồi. On duty, señores. Close archers. On duty, señores. Tiến vào. Close archers. Elite Palatina. Thế là đủ rồi. Tàn sát. Nó bỏ chạy hết rồi à? Chúng ta phải cẩn thận. Chết có 101 lính thôi. 102. Rồi. Lối thông hai vùng lãnh thổ này với đất của mình rồi. Cộng 2% chắc là hồi gần hết quân rồi. Mày đang trên đứng trên đất của anh rồi. Hạ bớt cái thành này xuống. Xây lắm nhà lính đấy cu. Ruộng thì cũng tốt ấy, nhưng mà xây lắm nhà lính quá. Được. Tỉnh này cũng không có tài nguyên gì đặc biệt. Tướng cấp cao phết à. Tướng này mạnh đấy. Thằng này bị nhốt rồi. Thằng này tỉnh này chưa đủ khả năng để có thể phục hồi. Tỉnh này có vẻ ok mà nhỉ. Nó tỉnh này hơi tụt xíu. Tỉnh này thì nó hơi tụt xíu ấy. Nó đang có ý ấy. Tỉnh này có lẽ chỉ đứng được ở đây, không thể tiến thêm được. Tiến thêm thì toi ngay. Trừ 4 cửa. Này tăng vệ sinh lên được một xíu. Chắc đủ không chứ. Thời tiết đã tốt hơn rồi. Đánh chiếm tiếp cái thành này. Đấy, cũng khá nhiều quân đấy. Besieging the settlement. À, quân của mình lại không có mấy nhỉ. Cho thằng này sang đây đã. Nó đảm bảo chắc chắn vấn đề an ninh rồi chúng ta mới lại tiến tiếp được. Ở đây còn một thanh niên nữa à. Chiếm được cái tỉnh đấy rồi. Tỉnh này thì thanh niên này có thể luân chuyển ra đây đi. Tỉnh này có lẽ không cần phải giữ. Ảnh hưởng của tôn cộng 10 tôn giáo của dị giáo La Mã. Ơ mẹ. Vùng này vớ vẩn thật. Thôi được. Đánh tiếp. Chúng ta còn mấy thành nữa nhỉ? Để xem nhiệm vụ chúng ta còn phải làm bao nhiêu cái nữa. 5 tỉnh nữa. Chiếm được tỉnh này thì còn 4 này. Sau tất cả, liệu sau tất cả khi hoàn thành chiến dịch liệu mình có hòa bình? Mình nghĩ mình lên hòa bình thôi. Sau tất cả chúng ta lại là anh em. Hê. Chà, sương mù à? À, đợi thời tiết tốt lên. Công thành của La Mã lúc nào nhìn cũng đẹp. What? Chỗ này có nhiều tháp canh quá.
Bên này, cổng bên này. Không có nhiều sự lựa chọn cho chúng ta. Tấn công ở đây thì phá. Khó ghê nhỉ. Chắc chắn là mình sẽ không phá được tháp canh của nó rồi. Không biết phá nổi không. Pháo của mình bắn tà lao lắm. À, nó có lực lượng thủy quân lục chiến nó đánh bộ mà. Nói mình cho ít quân ra đấy. Đề phòng. Đề phòng cho nó đổ bộ phát là mình pam nó luôn. Nó đông, khá đông hải quân. Ok ok, bắn cái này trước. Sao lại có khẩu xe bắn đá này? Đúng như mình đoán. Thì binh chạy ra đây không chết bây giờ. Ôi, phá mất một xe bắn đá mình rồi. Mẹ nó chết nhỉ. Nó bắn chuẩn vãi trưởng rồi. Còn mình bắn thì rất là vớ vẩn. Ôi này, cháy hai chiếc rồi này. Mình bắn thì tà lao thật, bắn trả chúng nhá. Trả chúng cái gì cả. Ba chiếc luôn. Ui. Đùa nhau à? Nó có một khẩu mà nó bắn phát chết ba cái xe bắn đá mình luôn. Mình thì bắn mãi không trúng. Nếu đây, nó sẽ đổ bộ ở đằng kia. Mình chỉ sợ vào tầm bắn của cái này. Tiến ra bờ biển luôn đi. Cho nó đổ bộ đã. Đơn vị này không có rank, lính bình thường. Quân đoàn mới được thành lập thì phải. Cũng không phải mới thành lập nhưng mà rồi nó đang đổ bộ rồi, xông lên. Kỵ binh đâu, ăn luôn. Phải điều khiển nhiều chỗ một lúc như này cũng mệt ghê. Rồi ăn luôn, ăn luôn, ăn luôn. Nó xong rồi. Xong một thằng, tràn tiếp. Their tower has fallen. Good news. À hay quá, lại một cái tháp canh rồi. Phá đây đi em. Mày cứ phá nát tháp canh của nó ra giúp anh là được. Những thứ khác không quan trọng. Ok à? Mấy thằng công tên nó rỉa cái lưng à. Nó chạy đây. Rồi lùa lốt bọn anh cho.
còn lại thì được rồi. Úi dồi, phá được không? À, từ. Thế nhá, xem nào, chỗ nào phá được tường thành rồi. Bắn vào đây cho anh. Hôm nay mày bắn tháp canh tốt phết nhỉ? Phá tan được tháp canh rồi. 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 Bọn này nó không biết lém lao chết. Ờ, những bức tường nó sụp đổ à? Ờ, tốt thế. May bắn là tốt. 20%. Mấy thanh niên này ra đứng ở bờ rồi, hết đường chạy rồi. Thôi rồi, rút về. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Rồi, ra đây. Đội Speed tiến lên trước. Bức tường nó sụp đổ. À rồi, ok. Nó vẫn chưa chịu chạy à? Phá lốt cái đường chắn rào đi cho anh. Dám lập hàng rào đấy. À, tiến lên. Diệt được cái đám hải quân của nó cũng là đỡ rồi. Để chúng nó chui đám đến vào thành, nó chui vào thành thì diệt đánh còn lâu mới xong. Tiến nhanh lên đã, chỗ này nó chưa bắn tên được đâu. Bắn vào đây chứ không phải mày bắn phá hết nhà cửa đấy. Tí ấy, mất công anh sửa chữa. Ở tháp canh kia nó bắn được kìa. Cạnh đây nó bắn được à? Tiến quân vào đã. Lính Speed phải tiến trước. Kệ cho nó bắn tên đi. Vấn đề đâu. Bắn nào toàn xịt này. Bắn tên chán quá. Double time.
phá kỹ rồi, yểm trợ. Rồi. Bắn vào chỗ này cho anh. À, sốc quả đằng sau lưng mình mất khá khá quân đấy. Được. Wow. Một quả sốc đằng sau lưng này. Một cái binh này của nó móc lốp rồi nhá, phết này. Thấm phết nhỉ. Quả bị móc lốp sau lưng thấm phết. Thằng này bắn thẳng cho chúng quân mình nhiều hơn nha. Đấy, bắn góc này thì bay ra. Rồi, được cái binh của nó dẹo rồi. Tấn công mày không được trong vỡ trận à? Mà mấy con ngựa này anh thấy chúng mày bắn chết cả quân mình ấy. Đến vào đây. Tan rồi đó. Bắn luôn lại cho anh này. Cái binh của mày ấy. Cái binh không sợ lính Spy, nó không sợ cái binh đâu. Mấy đội kỵ binh á, chạy ra. Con ngựa của nó gớm nhỉ. Nhanh rút rút rút. Gớm thật. Không mất được đâu. Ok. Xung phong. Con ngựa đần này chạy theo lối này. Mày. Mấy con ngựa ở Đông Nam Mã mạnh phết đấy. Đông Nam Mã cái binh nó mạnh mà. Ra đây đi em ơi. Sao rồi mấy con ngựa nó xong chưa? Xong. Đánh làm sao được lính Steam. Thành nó to quá. Mình để cuối à? Nhào xuống. Thôi bọn này đã chạy ra gian đây rồi thì đuổi tiếp đi. Thế thôi à? Chết nhanh thế cả. Tiếp còn 5 thành nữa.
Cái vùng này nó còn một tỉnh nữa là thành nào nhỉ? Tìm cho nó. Mỏ đá đây nữa. Rồi chiếm mỏ đá. Lương thực à? Ok. Cái thằng này nó chịu khó mua nhà lính thế nhỉ? Ngựa này. Phát triển rất nhiều. Phát triển rất nhiều nhà quân nhé. Sửa lại thành cái nhà thờ của mình ạ. Có đủ tầm đấy nữa nhỉ? None will escape. Hay quá. Trận đánh ở đây không thể đánh auto được, đánh auto nguy hiểm lắm. Trận này không đánh đêm được cả. Hình như tướng này chưa luyện đánh đêm. Tướng này mới, quân đoàn này mới thành lập. Thời tiết tốt, khô thoáng. Sao mà đánh ngày trông nó cũng chả khác gì đánh đêm này. Ai chả, cái thành này là thành hơi khác lạ so với các thành kia. À đâu nó cũng thế. Trước là mình đánh ở hướng này đúng không? Rồi tiến tiếp ở hướng này. Hướng này có vẻ nhàn, nó có mỗi một cổng vào duy nhất để đánh dễ. Em tầm bắn một pháo đã đủ ăn tới tháp canh. Rồi. Hạn chế thương vong cho pháo mới được. Có một cái vấn đề là cái bọn này nó khá là khá là nhiều nhiều kỵ binh. Mấy chàng Đông La Mã này khá đông kỵ binh. Lần này mình cứ xếp sẵn đội hình như này trước cho nó chắc. Mình cứ nghĩ là kỵ binh nó không tấn công nhưng mà nó vẫn liều chết phết đấy. Rất là khó hiểu, nhiều lúc nó cũng liều chết lắm. Giàn sẵn quân. Elite Palantina. Nó định tấn công ở đâu mình sẽ tấn công ở đó. Elite Palantina. Commander. Chỗ này là trong rừng. Elite Palantina. Ready for orders. Elite Palantina. Cornuti Senores. Horse archers. Xe bắn đá. Từ phá này cho anh. Cứ bắn sập cái tháp canh của nó trước đã. Rồi. Mụ nông dân này liều thế. Thấy đây gọi là giặc đến nhà đàn bà cũng đánh đấy các bạn ạ. Đấy, thấy chưa? À, hào hét rồi kinh nhau. Ấy rồi vác gậy ra để đánh nhau kiếm. Ôi giời ơi.
Thế nào còn bà nào nữa không? Chiến tranh thì chạy đi, cứ xông ra để chiến đấu cơ. Ôi, chịu chết. Lạ mấy con ngựa chưa? À, bắn tên à? Rồi mà lạ mấy con ngựa trước. Mấy con ngựa này là nguy hiểm lắm. Cục tên của nó cho mày bắn cả ngày luôn. Rồi, mấy bà nông dân rồi, ra đây đánh nhau tiếp cho nó. Ngon thì vào đi. Ngon thì vào đi. Rồi, nó tập trung ở giữa rồi. The tide of battle turns in our favor. Cornuti Signores! Prepare to attack! Enemy units have been rallied! Kỵ binh đâu rồi? Ái chà, quánh chỗ này mình hơi rát đấy. Bắn vào đây. Lùa. Úi sổ. Mặt. Bị bắn tên đằng sau lưng thì mất quân hơi thấm đấy. Bắn tên thì đằng sau lưng thì mất quân hơi thấm. À, mà cung tên ghẻ cái dám bắn mình nhỉ? Lấp vào rừng phát đã. Mày ra nhà khử mày luôn. Sổ. Sổ. Speed này tiến hơi cao đúng không? Mình để đội speed tiến hơi cao cho đội kiếm. Mấy thằng này ăn lén phiêu lưu cũng chết rồi. Xong. Mấy thằng này chán đời à? Úi dồi ôi. Vỡ luôn đội hình.
our units can no longer fire. Rồi chạy nơi chắc gần chết. Lém lao. Rồi chạy ra đây. Cậu em Đông La Mã của mình 175 cho chiến sĩ. Cứ thế thôi, giảm thương vong ở mức tối đa. Tiếp, một thành đã bị chiếm. Thế là mình kiểm soát được toàn bộ cái vùng này rồi. Rồi. Bây giờ vùng này thì đây, và cái tỉnh này to và một cái tỉnh này bị đốt cháy. Ready for battle. Không thương vong nặng lắm nhỉ. Cũng nhẹ thôi. Hồi được. Đúng thực rồi. Đá này. À, ok, xây dựng như này là ổn. Ba tỉnh nữa thôi. Chắc hết lượt đánh rồi. Ừ mà hết rồi thật. Xem chỗ này chúng nó định làm gì đã. Hai thằng đấy chết kẹt ở đấy rồi. Cho thanh niên này về thủ chắc cờ. Tỉnh này thích thì có việc cho nó kiếm lại. Nó thích thì cứ việc chiếm lại. Rồi. À, có một sắc lệnh. Sắc lệnh thì phải chọn cái tỉnh nào nó đang trị an nó thấp thấp một xíu để cho nó tăng lên. Tỉnh này chưa thể ban sắc lệnh được. Đâu rồi? Frisia. Chỉ ăn cao này thì cứ tăng vào tiền đi. Giảm tham nhũng xuống. Đô đốc lên cấp à? Còn này còn vài cái thuyền ngoài biển. Xong tự sát đi cu. Rồi, xem hệ thống chính trị à? Nói chung thì không vấn đề gì. Ồ. Nào. Thời gian của của ông em của mình chỉ đếm bằng ngày thôi. À dạ, thằng Long Bè bắt đầu nó đưa quân xuống át thế nhỉ. Nó kiểm soát được mấy cái vùng này phát nó đưa quân xuống gớm ghê. Mấy anh Long Bè.
Nó đang mạnh thứ ba thế giới đấy. Có nghĩa là nó chỉ đứng sau mình và thằng Đông La Mã đấy. Ai dạ. Tàn phá đất đai của mình à? Hơi khó đấy em ạ. Your merchants are renowned. Hiệp định giao thương. Sao mình có chung đường? À đây, có một cái đường biển này thì có thể giao thương được rồi. Chung cái tuyến đường này là giao thương được. Được 6.000, mình được 1.800 nữa mà. Nó ngon, thằng đệ này ngon. Thằng đệ này ngon. Thanh niên này hộ báo nhỉ? Thích vây nhà mình à? Cuộc nổi loạn sắp diễn ra ở đâu? Đây à? Cho mày diễn luôn, sao sợ gì mà không diễn. Lại được mấy thằng ninja nữa gì. Mày sợ. Bọn này là trước đã vây rồi nhưng mà bị tàn sát rồi, chết gần hết rồi. Vây thì mình không phát triển được. Cộng 1 à? Ờ, ngọt. At your service, I revel in destruction. I am a shadow. Only a scratch. I still live. Heaven be praised. Mấy thằng điệp viên cấp cùi này yếu quá. He guides my hands. How may I serve you? Thêm được một thầy tu nữa mà. Thêm được một thầy tu nữa thì thêm một thầy tu nữa. Của cải à, xả vượt à. Salutations. Sau đây chị an cái vùng này cho anh. Chị an cái vùng này nó không tăng được nhỉ. Trừ 9. I am a shadow. Đâu rồi? Bọn này rút quân chưa? Không rút à? Hạng nặng. Bộ binh hạng nặng của nó. We hunger for battle. I want hourly patrols. Thằng này vào tiếp viện à? Đánh thằng này trước, thằng này vào tiếp viện. Mấy khẩu pháo chắc chưa kịp vào sau. Được, để mình tính xem nào. Nâng được cái móng ngựa lên đó nè. À, mấy công trình này đi đã. Con đường tơ lụa. Thực ra mình không cần thiết phải diệt bọn này đâu, nhưng mà để xem nào. Chả nhẽ cứ đánh thành suốt thì hơi buồn. Thành to chưa khôi phục hoàn toàn. Sửa chữa tốn bao nhiêu tiền sửa chữa luôn. Công trình vệ sinh. Ừ,
Vùng này lương thực nhiều ghê nhỉ. Vẫn chưa chịu kéo quân về à? Đánh chiếm nốt tỉnh này. Còn tỉnh này. Ôi dồi ôi, vẫn chưa chịu kéo quân về à cô? Hai vùng bị hoang hóa. Quân đoàn này nói chung là không bị ai, không bị thằng nào, phe nào dưới này thì nó không có quân luôn. Rồi, làm một trận liều ăn nhiều phát xem nào. Quân dự bị của chúng nó mới là một cái vấn đề với mình ấy. À, quân tiếp viện của nó mới là một vấn đề với mình ấy. Nhưng mà không sao. À, hỏng, chúng nó có lập trại rồi, mà nó lại có xe bắn đá nữa. Để phá được tháp canh mà xông vào à? Vào bắn được tháp canh nữa chưa? Bắn được hai tháp canh. Chỗ này có khi mình phải chiếm tháp canh ở nó trước ấy. Nó phòng thủ trong tháp canh. Ngựa sẽ lại phải đi quẩy mấy thằng. Quẩy mấy cái xe bắn đá nó. Khả năng cao nó sẽ rút quân ra. Nó không chạy rồi. Đừng có gọi tiếp viện đằng sau lưng nhé, vỡ mồm anh. Enemy reinforcements have arrived. Ôi ôi, đúng như mình nói luôn, mày điên thật. We have sighted the enemy. Đúng như mình dự đoán luôn, tiếp viện từ đằng sau lưng. Giải quyết cho nó trước. Diệp tướng của nó trước. Ôi dồi ôi. Rồi bắn sang bên này. Mẹ nó pháo vào đó kia. Nhanh. Chạy ra không chết luôn bây giờ. Ủa nhưng mà không có lực lượng nào bảo kê cho kỵ binh. Nó lã phá mình. Kỵ binh của mình không có lực lượng bảo kê. Nhưng mà nó đang mãi tấn công phá mình. Tiến lên đã. Tiến lên, được rồi. Testudo bật lên. Nhanh. Testudo bật lên. Thật. Rồi.
đấu pháo. Ô sao đội ngựa này không chạy được này, mình dính quả nó đánh móc từ đằng sau lưng, đau thật. Không bị đánh đằng sau lưng thì mình không sợ đâu. Rất vớ vẩn, tại sao mình đánh từ đằng trước nó mà nó lại tiếp viện từ đằng sau lưng mình được nhỉ? Cái bô láo đó là cái bô láo rất vớ vẩn. Thôi kệ chúng nó. Bọn bị bỏ chạy à? Thôi không cần. Thôi không quan trọng. Tiến lên đây cho anh. Ôi ồ. Rồi, lùa chết mấy khẩu pháo của nó chết rồi. Kinh lắm, nó còn xạ kỵ kìa. Cũng phải cho bọn này ra đây để làm hàng rào, không chết con mình. Tiến vào. Ngoan không cho nó tấn công. À, tướng của địch đã chết à. Rồi. Căng đến tận phút cuối cùng. À. Các bạn phải nhớ là chúng nó đang có xạ kỵ nhá. Đây này. Hanik Archer nó giống hệt mình luôn đấy. Nó có mấy cái đội xạ kỵ của Hung Nô này. Rồi, đội này đã áp sát được rồi. Bảo vệ quân mình. Rồi. Rồi, tốt lắm. Chúng ta mình xạ kỵ của nó. Không phải là đối thủ của mình. Luôn. Mấy thằng kiếm này vào đây. Luôn là mấy thằng Steam nó xử lý cho. Rồi, mấy thằng kiếm vào đây. Trận chiến mới còn một nửa thôi. Chúng ta mới đi được một nửa quãng đường thôi. Còn cái bọn trong kia kìa. Giết. Rồi, lấy em lao vào lưng cho nó. Rồi, chúng nó đang mất tinh thần rồi. Bắn vào đây cho anh. Giết tiếp thằng tướng này của nó nữa. Sử được đội xạ kỵ nó chưa? Ổn. Rồi xong. Tan tác rồi đúng không? Rồi bây giờ còn cái bọn trong kia. Còn bọn trong kia. Tử đó anh xem nào, phá cái này cho anh đi. Quân của mình thương vong nhẹ thôi, không nặng lắm. Chọn những đơn vị nó còn khỏe nhất vào một đội đó. Đơn vị này à, thương vong. Ơ kìa.
bắn nữa. 1, 2, 3 đơn vị này khỏe cho đội. Yếu hơn nếu như xong. Ok ok. Ok. Đó, mấy con ngựa này tao bỏ không bắn nữa cơ mà. Thằng ném lào à. Không ném cho nó nữa, toàn ném chết con mình. Bảo lao thật. Rồi, bắn sang bên này cho anh. Cháy rồi. Số 4. Lửa nó sẽ lan đến. Lan được không nhỉ? Không biết lửa nó có lan được không. Rồi, lửa nó lan được ấy. Đánh thế nó mới gây cấn, nó mới thích. Trận nào đánh theo kiểu bắt nạt trẻ con chán. Rồi. Phá được cái đấy thì tốt. Ây à, quần nó đông phết đấy. Chưa hiện lên. Ồ. Ôi, chỉ cần trúng một phát vào cái tháp canh thôi mà. Trúng cho mình à. Bắn kiểu gì toàn đi đâu. Nó không tấn công, nó cứ rút tần này nhỉ. Bọn này quá như sao nào. Chả cháy tí nào luôn. Này bị cái tháp canh nó bắn rồi. Úi giời. Bắn suýt trúng. Ồ, oh, hay quá. Cháy rồi, may quá. Chúng ta đang di chuyển chéo à? Cứ từ từ. Quân địch vẫn hoạt động và thiện chiến hơn chúng ta rất nhiều.
việc đầu tiên chúng ta cần phải làm tiến từng bước lên. Còn hai cái tháp canh cuối chắc không phá được rồi. Mấy con xạ kỵ của nó bắn đây này. Từ đó sao đội này tiến vào đã. Tân bị nó bắn tên này. Tiến vào. Nó cũng gần hết tên rồi. Hết tên rồi. Ném tên cho anh. Ném phi luôn cho anh. Rồi. Mấy con ngựa nó mất bắn tên được rồi. Hết chưa? Tiến lên. Lén tên cho anh, lén phi luôn cho anh. Rồi. Còn nào? Siêu. Tiến lên. Ôi giời. Tiến lên. À mình tắt cái này thì nó bắn thế nào được. Bắn thẳng tướng nó cho anh này. Trận này càng nhỏ ái chà. Lực lượng của nó đông vãi luôn. Vã đám rồi.
Thế thôi à? Tiến vào, từ từ thôi, cứ từ từ thôi. Từ từ thôi. Nát luôn. Xong rồi. Để mình xem là khả năng cao đấy. Chắc là cái đội ngựa kia chưa mất đâu, bởi vì nó vẫn còn cái chấm đỏ. Nó phải chết hẳn cơ thì mới là hết. Đúng rồi. Hai quân đoàn mà nó đứng ở chế thượng phòng thủ thì tinh thần chiến đấu của nó cao lắm. Xong. Đúng, chúng ta lên cấp này. Tăng trị an này. Tăng con đường di chuyển. Commander, leave none alive. Tàn quân. Advance. We hunger for battle. Đánh bọn này còn bắt được tù binh, còn quân còn hồi nhiều hơn. Đánh thêm vài trận nữa để hồi quân thêm này. Hai phần trăm nữa. We hunger for battle. Hồi gần đây cái đội ngựa rồi. Xong. Mày hả bưởi. Make haste, men. Commander. Ready for battle. Set up the watch. We hunger for battle. Commander. Ơ ngon, dạ. Tự dưng mọi việc lại ngon chứ. Quân đoàn này mà tiến lên trên này. À, đây có móng ngựa màu vàng cơ. Chạy nhanh vãi. Nó là cái nhà này đúng không? Từ từ để hồi ít móng ngựa đã. Bọn này có rồi. Rất nhiều pháo. Thằng này bị đứng gác ở đây mấy lượt rồi, không chạy được. Would that I were as swift as the angels. At your command. Làm giảm trị an của anh, cái vùng này xuống. Commander. Rồi, thanh niên này tấn công vào thành này. Úi giời ơi. Let them cower like kennel dogs. Lại có tường thành rồi. Bây lại phát ai. Laying siege to the settlement. Địch chết khá nhiều đấy. Ba tỉnh nữa. Ba tỉnh nữa.
Quân đoàn này rất mạnh. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.